Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong hoạt động ngoại giao con thoi Việt Nam-Trung Quốc suốt nửa tháng gần đây, bên cạnh chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tới Việt Nam ngay sau sự cố tấn công tàu cá ở Hoàng Sa, thì còn một loạt các cuộc hợp tác thăm viếng liên tục của giới chức chính phủ Trung Quốc, quân đội Trung Quốc tới Việt Nam. Nói một cách dân dã, dường như phản ứng gay gắt của Việt Nam đối với sự cố Hoàng Sa đã khiến giới chức Trung Quốc phải giật mình. Mà một trong những sự kiện hợp tác đáng chú ý mà chúng tôi tin rằng nên có một bản tin cần nói cho rõ. Đó là cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Trung Quốc Kim Tráng Long vào ngày 30 tháng 9. Mặc dù nửa tháng là một thời gian dài đối với một thông tin nóng hổi, nhưng vì việc gia đình, chúng tôi đành phải làm chậm lại. Dù vậy, chúng tôi tin rằng vấn đề này không có nhiều bên đề cập nếu đặt trong quan hệ hơi bị khó chịu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đó là việc trong khuôn khổ của hội đàm, Bộ trưởng Kim Tráng Long đã đề xuất kêu gọi Việt Nam hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo máy bay và khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam trong giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, cùng nhau thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hàng không. Vâng, nói rất thẳng thắn, rõ ràng, ngay và luôn, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ để cùng sản xuất và chế tạo máy bay. Không có ậm ừ, không hứa hẹn tương lai mà như kiểu nếu Việt Nam ok là Trung Quốc sẽ bơm tiền xây dựng luôn nhà máy để cùng chế tạo máy bay. Chỉ có điều họ không nói đó là máy bay gì, quân sự hay dân sự. Còn nếu xét về ưu thế năng lực sản xuất máy bay của Trung Quốc hiện nay, nổi tiếng hơn cả vẫn là kỹ thuật quân sự. Nếu xét trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, bỏ qua khúc mắc trong lịch sử quan hệ hai đất nước thời hiện đại, đặc biệt là từ năm 1979 tới nay, thì đây là món quà trời cho. Tôi nhắc lại là tạm bỏ qua khúc mắc năm 1979 các bạn nhé, để mà vững tin nghe tiếp. Như đã biết, hiện nay Trung Quốc hầu như tự chủ đến 99% công nghệ hàng không quân sự với dàn máy bay chiến đấu tương đối chất lượng đã được công nhận nhiều phần trên thế giới. Ngay từ thập niên 60, họ đã có khả năng sản xuất các máy bay tiêm kích theo công nghệ từ Liên Xô, rồi sau đó độc lập phát triển, tiếp thu thêm công nghệ từ thế giới phương Tây. Để rồi hiện nay, họ đã có thể độc lập phát triển, chế tạo các dòng máy bay tiêm kích thế hệ 4 hiện đại như J-10, J-11, J-15, J-16 và đặc biệt là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 J-20. Với trực thăng, họ cũng đã chế tạo được hầu hết các dòng trực thăng theo công nghệ của phương Tây như Z-8, Z-9, Z-10, Z-20. Với máy bay vận tải quân sự, họ đã chế tạo được các loại từ máy bay nhỏ tới máy bay vận tải hạng nặng, chiến lược như kiểu Y-20 tương đương với công nghệ Tây Âu và Nga Xô. Kể cả điểm yếu chí mạng về động cơ phản lực hiện đại, Trung Quốc sau nhiều năm đầu tư cả về công nghệ và con người, họ đã và đang vững bước làm chủ hoàn toàn việc phát triển các loại động cơ turbofan hiện đại cho máy bay chiến đấu, máy bay vận tải. Mặc dù không ít công nghệ hàng không của Trung Quốc học hỏi, tham khảo, dịch ngược mã từ Mỹ, Nga và nhiều nước châu Âu và thường bị đem ra dè bỉu, chê bai, đó là công nghệ sao chép. Thế nhưng, công bằng mà nói, đó là con đường nhanh nhất với các nước đi sau những nhà buôn vũ khí lớn, là con đường mà nhiều quốc gia, kể cả Việt Nam, cũng muốn đi theo. Dẫu vậy, để sao chép một thứ vũ khí không chỉ đơn giản là mổ xẻ chúng ra rồi làm theo mà còn đòi hỏi cả bầu trời công nghệ. Ví dụ như công nghệ thuốc phóng, làm thế nào để tạo ra hợp chất đó không phải chỉ nhìn là làm được ngay. Nó đòi hỏi công tác nghiên cứu kỹ lưỡng, đòi hỏi công nghệ và con người theo kèm. Thành ra, rất nhiều quốc gia đi theo con đường sao chép vũ khí, nhưng chỉ có Trung Quốc là thành công nhất. Sao chép từ khẩu súng tới tàu sân bay là chuyện không phải nói là xong. Thành thật mà nói, vì có xuất phát điểm giống như trong đường lối tác chiến, vũ khí trang bị theo hướng của Liên Xô, thành ra nhiều loại vũ khí của Trung Quốc hiện nay khá phù hợp với ta. Mà với máy bay quân sự, họ có rất nhiều giải pháp có thể giúp ta hiện đại hóa không quân. Đó là nói, trong trường hợp hai bên không hề có khúc mắc. Ví dụ, với máy bay tiêm kích một động cơ thay thế MiG-21 cho đến năm 2000, Trung Quốc vẫn còn sản xuất phiên bản sao chép MiG-21F-13 được gọi là mẫu J-7. Tuy nhiên, chúng đã được sản xuất với nhiều điểm cải tiến từ thiết kế khung thân tới hệ thống điện tử khiến loại máy bay này tiệm cận tiêm kích thế hệ 4. Ví dụ như loại J-7G chẳng hạn, được sản xuất với 30 cải tiến, trang bị radar có tầm trinh sát tới 150 km, có khả năng sử dụng các tên lửa không đối không tầm xa. Năm 2011, Bangladesh đã đặt hàng và mua 16 chiếc J-7BGI được hiện đại hóa sâu rộng với tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn, có thể mang bom dẫn đường laser. Loại này được cải tiến sâu về khung thân với cánh tam giác kép, cải thiện góc tấn công lớn.
Mặc dù các phiên bản nâng cấp như MiG-21 Bison cũng đảm bảo tính năng tương đương, thế nhưng J7 có lợi thế về khung thân sản xuất mới, cho phép nó hoạt động 20-30 năm nữa, cũng như có nguồn linh kiện để thay thế. Mới hơn nữa, hay hơn nữa là giải pháp tiêm kích giá rẻ thế hệ 4.5 JF-17 Thunder mà Trung Quốc thiết kế và chuyển giao công nghệ cho Pakistan sản xuất. Loại máy bay đang dần khẳng định mình trên thị trường xuất khẩu với nhiều hợp đồng tới từ thế giới châu Phi và châu Á. JF-17 là tiêm kích đa năng một động cơ có giá bán phải chăng chỉ là 25 triệu đô, trong khi đó nó có thể đảm nhiệm vai trò không đối không, không đối đất, không đối hải với nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm cả tên lửa hành trình tầm xa. Khách hàng có thể tùy chọn động cơ của Trung Quốc hoặc động cơ Nga. JF-17 xuất khẩu thường trang bị động cơ turbofan RD-93, một phiên bản của động cơ RD-33 trên MiG-29 cho tốc độ tối đa 1.910 km/h. Quả thực, nếu muốn thay thế Su-22 hoặc MiG-21 thì JF-17 là một giải pháp không hề tệ, chúng đáp ứng yêu cầu chi phí vừa phải, vận hành đơn giản, tính năng tương đối hiện đại. Cao cấp hơn nữa là mẫu tiêm kích đa năng hạng nhẹ J-10CE do tập đoàn Thành Đô phát triển có các tính năng tương đương các phiên bản mới nhất của dòng F-16 Mỹ. Nói chung là Trung Quốc có nhiều giải pháp hơn của Nga đối với nhu cầu của Việt Nam và bây giờ nếu họ ngỏ ý hợp tác sản xuất, chế tạo máy bay như theo chương trình hợp tác JF-17 với Pakistan thì đúng là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Việt Nam tiến vào công nghệ hàng không quân sự. Thông qua việc hợp tác sản xuất máy bay quân sự, ta không những tìm cho mình một giải pháp bền vững thay thế số máy bay cũ mà còn có cơ hội làm chủ kinh nghiệm từ thiết kế tới sản xuất các công nghệ quân sự đỉnh cao. Thế nhưng, đó là trong trường hợp quan hệ quân sự Việt Nam-Trung Quốc không có khúc mắc trên bất kỳ phương diện nào, ít nhất cũng phải như quan hệ quân sự trong thập niên 50-60 khi không ít các phi công, thủy thủ và lính xe tăng Việt Nam học tập tại Trung Quốc. Thậm chí, trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, các máy bay tiêm kích của không quân ta còn cất cánh từ các sân bay dự phòng trên lãnh thổ Trung Quốc. Ta cũng cho phép Trung Quốc đưa người và phương tiện sang giúp xây dựng đường giao thông, công trình quân sự quốc phòng. Ít nhất, quan hệ phải bền chặt như vậy, còn xét bối cảnh từ năm 1979 trở đi cho tới nay, vấn đề tranh chấp biển đảo đã trở thành một hố sâu ngăn cách trong quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự Việt Nam-Trung Quốc. Hầu như kể từ sau năm 1979, ta không còn có bất kỳ ý định nào trong việc mua sắm thiết bị quân sự Trung Quốc, kể cả việc ta vẫn sử dụng một số trang bị do Trung Quốc sản xuất như xe tăng T-59, xe thiết giáp K-63 thì ta cũng không nhập khẩu linh kiện mà còn chủ động chế tạo và sửa chữa trong nước. Rõ ràng, với một lịch sử đầy dãy khúc mắc lớn và những âm mưu thủ đoạn của Bắc Kinh với Việt Nam cho tới tận giờ phút này, không thể nào tin tưởng 100% với hàng quân sự Trung Quốc. Nó không chỉ là câu chuyện đối phương có thể gắn bọ, dẹp nghe trộm hay là việc bí mật sửa đổi, khóa tính năng mà sâu xa hơn đối phương đã nắm được mọi tính năng của vũ khí do mình sản xuất thì nếu ta mua chúng, khác nào tự đào mồ chôn mình. Kể cả là chuyển giao công nghệ sản xuất máy bay quân sự từ A đến Z đi chăng nữa, nếu ta gật đầu chẳng khác nào lại ông tôi ở buổi này. Vì lẽ đó, hoàn toàn có thể khẳng định rằng không có khả năng nào cho thấy Việt Nam sẽ mua khí tài quân sự trọng yếu từ Trung Quốc, kể cả là Trung Quốc có chuyển giao công nghệ sản xuất đi chăng nữa, dù là chúng vô cùng hấp dẫn. Thực ra, nếu xét từ phương diện Trung Quốc, họ cũng không giải gì giao cho ta các công nghệ quân sự quan trọng. Ở phía họ, chắc chắn họ vẫn nhớ bài học năm xưa mà chúng ta đã dạy cho họ vào năm 1979 và chắc là họ thấy rằng Việt Nam đã sử dụng vũ khí của họ thành công như thế nào trong cuộc chiến tranh với siêu cường quân sự số 1 thế giới. Đừng chỉ nghĩ ở phía ta, tôi tin rằng Trung Quốc cũng không khỏi e ngại khi chuyển giao cho Việt Nam các tài liệu thiết kế cốt lõi. Vậy, nếu không phải là máy bay quân sự, công nghệ hàng không quân sự, thì tại sao Trung Quốc đưa ra lời đề nghị hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất máy bay, đó là máy bay loại nào? Đến đây, chúng tôi mới nhớ ra rằng, ngoài máy bay quân sự, Trung Quốc cũng đang thúc đẩy một con đường mới, đó là phát triển và kiếm tiền từ thị trường hàng không dân sự với sản phẩm máy bay C-919. Còn nhớ, hồi cuối tháng 2 năm 2024, Trung Quốc đã chào sân triển lãm hàng không Singapore với dòng máy bay chở khách thân hẹp đầu tiên của Trung Quốc, Comac C-919. Mặc dù đã thực hiện lần bay đầu tiên cách đây 7 năm trước, vào ngày 5 tháng 5 năm 2017 và đã đi vào hoạt động trong hãng hàng không Đông Phương Trung Quốc vào ngày 28 tháng 5 năm 2023, nhưng mãi tới đầu năm 2024, chúng mới thực sự chào sân thị trường quốc tế, đem theo hoài bão to lớn của công nghiệp hàng không Trung Quốc. Theo Nhật báo Hoa Nam, nhà nước Trung Quốc đã giao chỉ tiêu cho C-919 là phải chiếm 10% thị phần máy bay dân dụng trong nước vào năm 2025. Tuy nhiên, để thực sự thành công, C-919 phải vươn ra ngoài biên giới và mục tiêu mà họ hướng tới là đánh bại các sản phẩm cùng phân khúc của Tây Âu và Mỹ, bao gồm Airbus A320neo và Boeing 737 Max.
Thực tế, ngày 26 tháng 2, sau khi rời Singapore, C919 đã làm chuyến vòng quanh Đông Nam Á khi ghé thăm sân bay Vân Đồn Việt Nam, rồi sang Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia. C919 do Tổng Công ty Máy bay Dân dụng Trung Quốc, gọi tắt là COMAC phát triển, nó có cùng kích thước với Airbus A320 với thân rộng 3,96m, cao 4,16m, sải cánh 33,6m, tải trọng 20,4 tấn. Phiên bản tiêu chuẩn của C919 có sức chứa 192 người, tầm bay 4.600 cây số với bản tiêu chuẩn, 5.555 km với phiên bản tùy chỉnh. Các thông số này thua Airbus A320neo và Boeing 737 Max với sức chứa lần lượt là 240 và 230 người, tầm bay lên tới 6.500 cây số. Tuy thua về tham số, nhưng ưu thế của C919 là giá cả, khi mỗi chiếc được bán với giá 99 triệu đô, thấp hơn 6-11% so với đối thủ, và số tiền có thể giảm sâu hơn nữa nhờ chính sách trợ giá của chính phủ Trung Quốc. Đáng chú ý, ước tính có tới 50% linh kiện trên C919 được nhập khẩu từ Mỹ và Tây Âu, bao gồm động cơ CFM International, đuôi, cánh, hệ thống hạ cánh, thiết bị ghi dữ liệu bay, hệ thống liên lạc và định vị. Thực ra, Trung Quốc có khả năng sản xuất phần lớn số linh kiện này, nhưng nhiều khả năng họ chấp nhận nhập khẩu trang bị để tạo điều kiện cho việc nhận được phê chuẩn của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ và Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu. Qua đó mới có đủ điều kiện để hoạt động ở các khu vực này. Nếu không, con đường vươn ra thế giới gần như sẽ bị đóng kín bởi sự độc quyền từ Airbus và Boeing. Chúng tôi dự đoán nhiều khả năng cái mà Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam chính là dự án sản xuất máy bay dân dụng C919. Khi mà trong thời gian gần đây, lãnh đạo nhà nước Việt Nam liên tục thúc đẩy các tập đoàn hàng không khổng lồ của thế giới như Boeing và Airbus hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái công nghiệp hàng không vũ trụ. Cụ thể, trong cuộc làm việc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 22 tháng 9 năm 2024, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị Boeing tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để hoàn thành và chuyển giao các đơn đặt hàng mua tàu bay đã ký kết trong thời gian qua. Đặc biệt, Boeing sớm nghiên cứu, triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, xây dựng trung tâm bảo dưỡng thiết bị, máy móc máy bay quy mô khu vực gắn với các cảng hàng không lớn của Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đưa các đối tác Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Boeing. Ngoài ra, trước đó, trong các cuộc gặp, khi thì ở Việt Nam, khi thì ở Mỹ, các nhà lãnh đạo nước ta đã nhiều lần hối thúc Boeing, Airbus hỗ trợ công nghiệp hàng không Việt Nam. Có lẽ nắm bắt được yêu cầu, tham vọng từ phía Việt Nam mà Trung Quốc đã chớp thời cơ muốn cạnh tranh từ trong trứng nước với Boeing, Airbus tại Việt Nam. Không phải nói nhiều, Trung Quốc sẵn sàng giúp Việt Nam, thậm chí hợp tác chuyển giao công nghệ để Việt Nam sản xuất máy bay dân dụng. Tất nhiên, với điều kiện là Việt Nam sẽ mua C919 hay ARJ21 máy bay phản lực khu vực, một sản phẩm khác của COMAC. Cho anh quyền sản xuất, tài liệu kỹ thuật, công nghệ mà anh lại không mua của tôi thì thật là buồn cười. Đáng chú ý, không chỉ quân bài về hợp tác sản xuất máy bay, phía Trung Quốc cũng nhấn mạnh về tiềm năng không gian hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp hàng không vũ trụ. Hiện nay, Trung Quốc đã làm chủ công nghệ phóng tên lửa mang vệ tinh, tàu vũ trụ, chinh phục không gian, thám hiểm các hành tinh xa xôi. Nước này, với nguồn lực khổng lồ, đã xây dựng thành công các trạm không gian vũ trụ của riêng mình. Trên con đường này, Trung Quốc đang kêu gọi các nước tham gia đóng góp cũng như hợp tác xây dựng trạm vũ trụ. Tại Đông Nam Á, Thái Lan đã tham gia vào trạm không gian vũ trụ này và Trung Quốc mong muốn Việt Nam sớm là thành viên. Điều này gợi nhớ lại chương trình hợp tác vũ trụ Việt Xô vào thập niên 80 mà kết quả là phi công Phạm Tuân đã trở thành người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ trên tàu không gian Soyuz 36 vào ngày 26 tháng 5 năm 1980. Thời bấy giờ, Liên Xô đã hợp tác cùng đưa người vào không gian cùng các quốc gia anh em xã hội chủ nghĩa. Và bây giờ, chắc là Trung Quốc cũng hướng tới các hoạt động hợp tác quốc tế như vậy. Được biết, kể từ năm 2021, Trung Quốc đã bắt tay vào việc xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung đặt cách trái đất 340-450 km. Sau khi hoàn thành, trạm này có khối lượng từ 80-100 tấn bằng 1/5 kích thước của trạm vũ trụ quốc tế ISS và tương đương với trạm Mir của Nga từng sử dụng. Có thể nói, nếu về kỹ thuật quân sự thường gặp nhiều vấn đề về tính nhạy cảm, thì công nghệ hàng không dân sự và tàu vũ trụ lại có vẻ ít nhạy cảm hơn, mang tính kinh tế nhiều hơn, vừa đem lại lợi ích, lại vừa đem lại tầm ảnh hưởng về mặt chính trị đối với Bắc Kinh. Do vậy, nói như vậy thôi, còn Việt Nam mới chỉ nghe, còn việc tham gia hay không thì là quyền của chúng tôi. Được biết, với hàng không dân dụng, kể từ sau năm 1991, Việt Nam hầu như không mặn mà với máy bay dân dụng hệ Nga, chứ chưa nói tới hàng Trung Quốc. Còn với công nghệ vũ trụ thì Việt Nam lại rất thích Nhật Bản và châu Âu.